Xin chào mọi người, tiếp tục với diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Cuối tập trước, Thạch Hạo đã trêu đùa đám thanh niên của Tiền Điện, đập cho một tên về đất mẹ. Những người khác thì nhanh chóng bay đến đối mặt. Trên miệng vẫn còn uy hiếp rằng tiểu tử này nhìn chán sống rồi. Tên cầm đầu hạ lệnh cho bốn tên đàn em lao lên làm thịt Thạch Hạo. Cậu chậm rãi rút kiếm rồi cũng lao ra ngoài đánh phù đầu, tốc độ di chuyển quá nhanh. Thoát một cái, đã từ chỗ này qua chỗ khác. Bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị chém rụng người, chỉ còn lại tên cầm đầu nữa. Hắn vẫn chưa biết cậu là ai mà lại to gan tới như vậy. Lúc này Thạch Hạo cũng không cần giấu giếm nữa nên trực tiếp nói tên của mình ra. Biết Thanh Y và Hoang thông đồng với nhau, hắn ta càng thêm điên tiết. Hắn lên tiếng xúc phạm Thanh Y, Thạch Hạo tức giận lao lên dạy cho hắn một bài học. Thực lực kẻ này đã mạnh hơn một chút, có thể đỡ được vài chiêu trước khi bị chém rụng. Nhận thấy cậu đang đổ dồn sự chú ý vào nơi khác, đệ nhị minh tướng của Minh Thổ liền thừa cơ hội này tung chiêu đánh lén. Thanh Y ngăn cản công kích để bảo vệ Thạch Hạo, rồi khiêu khích hắn ta. Tức giận vì ý đồ bị phá hỏng, hắn ta nổi sát ý muốn tiêu diệt Thanh Y. Hắn sử dụng bảo thuật gọi ra vài cái đầu châu tấn công Thanh Y. Nàng ta tránh né toàn bộ rồi sử dụng dao hỏa diễm trả đòn ngược lại. Đệ nhị minh tướng bị đốt cho ngu người, ngã lăn xuống đất. Quá phẫn nộ, hắn ta quyết định liều mạng. Dù mình có chết thì cũng phải khiến cho Thanh Y phải trả cái giá cực đắt. Hắn sử dụng ra pháp bảo hấp thu sức mạnh từ những người đã chết để tạo thành một cái đầu châu khổng lồ. Phía bên kia, Thanh Y cũng sử dụng bảo thuật triệu hồi ra một con chim khổng lồ để ngăn cản. Sau màn chạm trán, chim khổng lồ đã bị đánh tan, đầu châu khổng lồ như thế trẻ che bay về phía nàng ta. Thạch Hạo nhanh chóng có mặt hỗ trợ, cậu đánh ra một trường lực, sức mạnh ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ dễ dàng phá hủy đòn công kích và đánh cho đệ nhị minh tướng về đất mẹ. Việc nơi này đã xong, cậu dặn dò chủ quán dọn dẹp mớ hỗn độn giúp mình, đồng thời còn làm một nồi lẩu để nấu thịt tên tu sĩ có bản thể kim sĩ đại bàng. Kế tiếp là yêu cầu đà thần thạch dẫn đường đến nơi ẩn nấp của đế sung để tính sổ. Hai người hạ cánh xuống một khu rừng, được biết khu rừng này là một trận bàn có cường giả bảo vệ. Trước mặt có một cái tế đàn, bên trong tế đàn có một người thanh niên đang ngồi. Đà thần thạch muốn xông vào nhưng bị kết giới xung quanh tế đàn ngăn cản, còn giật xét cho hắn một trận ngu người. Thạch Hạo sử dụng sức mạnh động thiên bao vây tế đàn. Tên kia thấy bị tập kích vội vàng truyền âm cho đồng bọn, nhưng không gian xung quanh đã bị phong bế. Thạch Hạo tra hỏi hắn vị trí của đế sung. Chỉ cần nói ra thì sẽ được tha mạng. Tuy nhiên, hắn ta lại không biết, mình chỉ phụ trách bảo vệ ở nơi này mà thôi. Mỗi lần có việc, hắn chỉ cần đặt cốt thư lên thì sẽ bị truyền đi. Đà thần thạch đoán rằng đây là một cái kỳ trận. Trận này có thể truyền tống những món như cốt thư, cơ thể con người hoặc sinh linh không thể dùng nó. Cách để phá giải thì có, chỉ là hơi khó khăn và mất chút thời gian. Đà thần thạch từng nhìn thấy trận pháp này, có thể thôi diễn ra tọa độ bên kia rồi tự dựng thông đạo dịch truyền qua. Thôi diễn là việc rất hao tốn sức lực, không nhanh được. Thạch Hậu nghe vậy liền biết đà thần thạch đang nghĩ gì. Hắn ta đây là đang đòi thù lao, muốn lấy một vài món bảo vật của cậu đây mà. Trong lúc cậu đang bàn bạc thì tên kia đã thừa cơ hội đánh một trường lực định phá hủy tế đàn để truyền tin cho đế sùng. Rất may là Thanh Y đã kịp thời ngăn cản. Hành động của tên này cũng là bắt buộc. Hắn đã bị tiên điện hạ độc, không có truyền nhân tiên điện thì pháp thì đã mất mạng từ lâu, cho nên phải bán mạng làm việc cho bọn chúng. Thạch Hạo tức giận vì điều này, đám người tiên điện đó làm quá nhiều việc ác, cô tuyệt đối sẽ không tham. Đà thần thạch nhanh chóng thôi diễn pháp trận, rất nhanh cũng tìm được tọa độ đầu giam. Hắn nhắc nhở, theo lời của đám người tiên điện thì đế sung đã tu ra một đạo tiên khí, thực lực mạnh hơn trước nhiều lần. Nếu đúng là như vậy thì đi vào chính là chịu chết. Thanh Y cho rằng với tính cách của đế sung thì sẽ không thể ngồi yên được. Hắn ta mà tu luyện đến bước đó thì sớm đã xuất quan đi chinh phạt khắp nơi rồi. Thạch Hạo cũng nghĩ như vậy. Đây có lẽ là thời khắc tu hành mấu chốt, cũng là thời điểm mà hắn chủ quan, cho nên không muốn chậm trễ nữa. Hai người được truyền tống đến một nơi hoang tàn không có một ngọn cỏ. Thạch Hạo cực kỳ thắc mắc, đà thần thạch khẳng định mình không tính toán sai. Để bào chữa cho sự cố này, hắn ta cho rằng sai số tọa độ chắc không lớn. Chỗ đế sung bế quan khẳng định ở trong vòng 100 dặm xung quanh. Thạch Hạo dùng thần thức đứng từ xa thăm dò và phát hiện ra một hang động có kết giới bảo vệ ở bên ngoài. Trước cửa động còn được bố trí nhiều cái bẫy, muốn vượt qua là không hề dễ dàng. Đà thần thạch có thể phá trận,
Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ tạo ra động tĩnh khiến cho Đế Sung phát hiện. Muốn đi vào lặng lẽ không bị phát hiện thì chỉ còn cách là đi đúng từng bước. Đà Thần Thạch khá tự tin vào năng lực tính toán của mình, hắn ta tiến vào trước thăm dò. Lúc đầu rất thuận lợi, sau khi vượt qua được trận pháp bên ngoài thì biến cố đã xảy ra. Một bàn tay khổng lồ bất thình lình lao ra ngoài đánh úp. Thạch Hạo nhanh chóng rút vũ khí đánh trả lại. Kẻ vừa mới đánh úp là một con hung thú khổng lồ. Thạch Hạo và Thanh Y chỉ to bằng ngón tay của nó. Con cá sấu lai rồng này được gọi là Long Huyết Tổ Ngọc, là dị chủng cực kỳ hiếm thấy. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể hóa thành chân long. Thạch Hạo tỏ vẻ bình thản, còn gọi cá sâu là nô bộc của Đế Sung và yêu cầu hắn nôn ra vị trí Đế Sung đang ở đâu. Bị tiểu tử nhân loại gọi mình như vậy, hắn ta tức giận. Hắn đường đường là đệ nhất chiến tướng của Tiền Điện, xưa này không làm nô bộc cho ai. Lời của Thạch Hạo chính là đang sỉ nhục. Chính vì vậy hắn lập tức rời chân, định đạp cho cậu nát người. Cậu thản nhiên dùng sức mạnh cơ thể ngăn cản lại, sau đó rút kiếm tấn công. Hắn ta tung năm đấm ngăn cản nhưng tốc độ của cậu lại quá nhanh, dễ dàng luồn lách tranh né, để rồi phản công chém đứt vài cái răng của hắn. Hắn ta điên tiết vung tay tóm Thạch Hạo rồi ném ra xa, cơ thể đâm nát nhiều ngọn núi mới dừng lại. Tức giận vì điều này, Thạch Hạo lập tức sử dụng côn bằng bảo thuật đánh trả lại. Sức mạnh của tên này không tầm thường, hắn sử dụng sức mạnh cơ thể phá hủy bảo thuật. Thạch Hạo lại tung ra chiêu thức, toàn thân bạo phát sấm sét. Sức mạnh sấm sét bạo phát lên trời rồi ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén. Tên kia cũng ngưng tụ sức mạnh thành một quả cầu khổng lồ đối chọi lại. Hai chiêu thức khủng khiếp lao vào nhau vai chạm, giằng co kịch liệt. Thanh kiếm Thạch Hạo như thế chẻ tre giáng xuống phá hủy đòn tấn công và đâm xuyên đầu cá sấu. Hắn ta dùng chút hơi thở cuối cùng để đưa cái đuôi rút lui vào trong hang động báo tin. Không còn gì ngăn cản nữa, Thạch Hạo và Thanh Y ngang nhiên tiến vào trong. Phía đằng sau cánh cổng là điều gì đang chờ đón Thạch Hạo? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tiếp nhé! Video này xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.